Chiều ngày 16 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2021-2023. Đây là một trong số nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đại Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong tình hình mới, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh, tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Chương trình đã biểu dương 95 gương cán bộ công đoàn tiêu biểu đến từ các cấp công đoàn trong tỉnh, có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2021-2023. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong công tác sinh hoạt, học tập, luôn có ý chí vươn lên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực chất, đúng với chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao tặng 21 kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024 cho 21 đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.